đây bây giờ nghe bắt đầu như mai cái áo này của trái tim nha cả nhà có nẹp nha đây là cái nẹp nè nghe mới duỗi keo vô rồi nè cả nhà đó duỗi keo vô đó rồi keo vô xong rồi nghe nhập đôi lại nha nhập đôi lại thì đây cái nẹp dưới đây là hai cái này như chấp bằng nhau dài trên đây nha đó cái này là cái cổ sau thì nghe bắt đầu nghe ủi rồi đó cái này là chỉ là cái nẹp thôi nha cả nhà đây cũng vậy nè ủi keo nè này mới duỗi keo xong thôi chưa có gáp vô áo bây giờ nghe chuẩn bị nghe gáp vô áo nha Còn đây là cái thân Thì cái thân thì Nhi có cái sang dấu nha cả nhà Đây, nghe chân cái dấu phấn này sẽ qua bên dấu phấn này Từ từ dấu phấn này sẽ qua dấu phấn này Rồi từ đây qua đây luôn nha Thì bây giờ Nhi chuẩn bị Nhi ship ly Nhi ship ly cho cả nhà xem nha Từ cái dấu ở đây, Nhi sẽ ship qua bên đây Đó, nha, Nhi sẽ làm cho cả nhà xem Đây, sau khi Nhi đã nhấn Ben rồi nè cả nhà Thì nó có cái con, cái con nha cả nhà thấy không rất là đẹp luôn đây ở đây cũng nghiện luôn nè từ cái miếng này đi qua đây một phân từ cái miếng này qua đây một phân nha đây nhi sẽ lấy thước dây cho cả nhà xem nha đó từ cái miếng này đó thấy không một phân thấy không cả nhà từ cái miếng này đi qua đây là một phân cái miếng này đi qua đây một phân ha đó thấy không cả nhà rất là đẹp luôn các bạn rất là đẹp đây là cổ trái tim nha đây nhi lấy cái nẹp như ướm vừa thử cả nhà xem là cả nhà đó rất là đẹp luôn ha đó đây nè đó bây giờ như sẽ ráp vào cái cái nẹp trên và nẹp dưới nha như sẽ lượt ngang qua đây Nhi lượt qua vậy nè cả nhà ha hai miếng như sẽ lượt qua một phân gì đây bây giờ như sẽ bắt đầu nghi gáp nha nghi gáp từ cái miếng này từ cái miếng trên dai miếng thân và miếng nẹp hai miếng bằng nhau như sẽ gáp thẳng dài xuống nha đó như sẽ gáp thẳng dài xuống cho tới, tới dưới đây dưới đây mình gáp vòng qua đây vòng qua ha trái Nhi nha sẽ... cả nhà sau khi gấp cái cổ vô nè cả nhà bề trái thì như có dắt sổ nha đây như có dắt sổ đó đường mai một phân như có dắt sổ dòng qua hết luôn vòng qua trên kia luôn hết cả nhà đó cái to bản cổ rất là đều luôn to bản cổ rất là đều luôn hai bên hết đây là cái bề trái cả nhà cả nhà nhìn nè cái con này thấy không có con có con là rất là đẹp luôn thấy không cả nhà đó để nhi lộn ra bề phải nha đây nhi lộn ra bề phải thì cả nhà nhìn cái ly đẹp ghê luôn cả nhà đó cái này là gáp chưa thành phẩm nha cái này mới có cái cổ thôi cổ trước thôi nha còn cổ sau rồi cha tay gấp vai cha tay nữa cả nhà ở cả nhà nhìn cái tim nè ở đây là như chạy dích chắc luôn nha cả nhà đây đó như chạy dích chắc luôn nha chạy dích chắc luôn rất là đẹp cái cổ áo rất là đẹp ship ly nè cả nhà cả nhà nhìn ship ly nè cái này mới bán thành phẩm chưa thành áo á chưa thành áo thành áo nhìn đẹp lắm cái này nhi mai dạng cho người bự con á cả nhà ngực to đó Người eo nó nhi mai cái eo cũng cho nó hơi rộng rộng á cả nhà nó nhìn nó không có thấy mình bụng bự đó, cái cổ rất là đẹp luôn còn ở đây thì nhi mới vừa mai xong cái bên ngực cả nhà bây giờ nhi đã ủi nè đó, bây giờ nhi bắt đầu nhi ủi đó bên ngực này thì nhi mai á là cũng tự ở dưới đây qua đây là hai sang gửi dài lên trên đây hơi nhọn nha cả nhà cả nhà mai từ dưới đây bự dài lên trên đây nhọn từ 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 lên nha rồi cả nhà nhớ chừa cái gâu chỉ về đừng cho nó bung cái đầu chỉ nha cả nhà đừng có đâu bung đầu ben á đó. đó. vậy đó nhi mai xong rồi đó cả nhà đây là bề phải nè cả nhà cả nhà nhìn hai cái ben thấy không đó như chiếc xéo lên trên luôn nhìn rất là đẹp đúng cả nhà Để. đi thẳng lên luôn thẳng xéo lên luôn ngay trên cái ngực của mình á ở đây cũng vậy làm cho điểm nhấn cái eo mình nó đẹp đó cái nhà nhìn cái ben nè thấy không bây giờ như đã gấp phần xong rồi đó bây giờ như sẽ gấp dai nha cái ben đó cái nhà đẹp lắm kế tiếp đây là cái thân sau nha cả nhà ơi thân sau đây là cái cổ sau nè đây là đẹp cổ nha thì như gấp đều từ đây dòng qua bên cái cổ này dòng qua bên đây là như gấp đều là 5 ly cho cả nhà rồi giờ như dùng kéo như bấm nha đó bấm xéo về đây bấm xéo về đằng khi như dặn ly á, nó không có bị gãy cả nhà nó im nó sẽ cong theo cái cổ đó. Vậy cả nhà nha bấm xéo bấm xéo bấm xéo vậy đừng có đứt cũng chỉ nha cả nhà vừa 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 thôi đây là sau khi nhi đã mai xong và nhi đã dặn ly rồi đây cả nhà nè thấy không nhi đã dặn ly đều rồi nè rồi nhi sẽ đem ủi rồi nè ừ. Nhi ủi rồi cái cổ rất là tròn luôn cả nhà như là ca bị phải nè cả nhà nhìn cổ nè. Rất là tròn luôn ha. Đó. Đây là hai cái dai như mới về gáp xong cái dai này cả nhà. Đó, như gáp phải đi để cái dai vô ha. Đó, đây là cái cổ ra thì đi để cái thân trước nằm vô trong cái thân sau thì như úp cái nẹp cổ qua ha. Rồi nghi gáp nè, đó, gáp đều một phân về giá sổ luôn đó cả nhà. Đó. bên đây cũng vậy luôn. Đó. Yên thẳng vậy đó. Đây khi gấp dây xong rồi thì nhi lộn ra nè cả nhà, đó, thấy không? Đó nhi dọn cái cổ ra nè, thấy không? Đó. lộn ra nằm phía sau nè, cổ sau nè. Cái này là cổ trước nè. Đó. Rất là đẹp đúng không cả nhà? Đó, thấy không? Nó im luôn á. Thấy không? Còn lặt bên đây, bị phải nè cả nhà. Đó, nhìn lặt bị phải cả nhà xem nha. Đó, bị phải nè. Cái cổ rất là đẹp. Thấy không cả nhà? cổ rất là đẹp luôn, rất là im nó cái vai nha, cái này là cái vai nha. ở đây là cổ trước nè. Đó. đây là cổ sau. sẽ chảy ra hết cho cả nhà xem nha đây như chảy ra rồi về phải luôn cả nhà xem nè cả nhà. như chảy về phải luôn đó. đây này là cổ trong nè. Đó. từ cái cổ vòng cổ sau rất là tròn luôn hết cả nhà. Đó. cổ trước nè, rất là thẳng. Đó im ha đó không cả nhà cái áo này mặc lên đẹp lắm cái người tay á người ta to con lắm cho nên cái cổ này mai phải to phải sâu đây cái bên ngực đó nè Vậy như sẽ là hai thun dúng bo tay này cả nhà đó cả nhà nhìn bờ đều không đó, rất là đẹp luôn cái dúng thun này là như cách là dài thun là 19 chín nha mười chín đây là cái bị sao nè, như chưa có dắt sổ sườn nha, như mới may thun vô thôi, như chưa hiểu sườn. Đó. Cái thun này thì Nhi cắt dài 19 rồi cái uh, cửa tay này là nhi đã cắt nhi đã cho thông số trên gặp rồi đó thì các bạn phải xem cái clip gì rồi nhi đã đăng lên là biết là cái thông số gặp này bao nhiêu hả nha đó cái này là bao tay nè thun dúng dúng thun là đẹp lắm cả nhà nó dúng lên nó đẹp lắm luôn nó xẹt cửa tay cả nhà ở dưới đây là nhi dắt sổ nha đó, nhét sổ bốn chỉ cho nó chắc nó đẹp thay vì cuốn biên cũng được nữa nhưng mà cuốn biên cái giải này là giải thun á nó nó mỏng có lỗ nữa cho nên cuốn biên nó không có đẹp thôi nhét sổ còn ở đây là cái tay nha đó, tay thì như cha tay vô rồi này đó như ta cha tay vô rồi đấy rất là đẹp luôn đẹp lắm cả nhà ơi nè đó tay trồng do luôn thấy không cả nhà à, tay còn do luôn á bây à, giờ như gấp sườn Các bạn nha ơi, sau khi nhi đã mai xong rồi đây bây giờ là ra thêm một cái sản phẩm mới nữa này cả nhà đó là cỏ trái tim ha đó, tâm giữa ship ly tay dúng đó bây giờ như thế hay sát xuống cho cả nhà xem nha đây trước mắt là như thế cho cả nhà mình xem cái tay trước đi đó cái tay đây nha cái tay mặc vô đẹp lắm đẹp lắm cả nhà ơi đây cái tay đây còn đây là cái lai like. À, ở đây là dúng ship có con nè cả nhà tự động nó thả xuống có con luôn đó tại vì đây như ship dơ ship ly á ở đây như ship nè ở à, trên đây là cái cổ nè em à, cả nhà tay dài nha đó, à, tay dài đây là cái nách nè à, đẹp nhất là cái này đây Xếp con hay đầu nó sẽ dài xuống dưới cái 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 lai áo luôn cái nhà nó có con luôn cả nhà tại nhiên phải xa xa cả nhà xem nha đó rất là đẹp cái áo này là cái dòng ngực trăm từ 100 đến 102 eo 95 đó dài 70 đó. áo này là xây hay ít là đây là cái bên nè, cả nhà đây là cái bên ngực nè đó bên ngực đó cả nhà ơi thành thành quả của nhi ngày hôm nay đó đây nghe cái tim này nhi mai nè rất là đẹp luôn đó dài lên đây là cái cổ nè đó cả nhà xa xa nhìn cáo đẹp lắm cáo này mấy người mập bự con á mặc vô là không bao giờ thấy bụng tại vì mai ra nhắn ben ngay chăn chỗ cái tim giữa là không bao giờ thấy bụng đây nhi chảy nằm xuống nhi quay nè cả nhà như trẻ nằm xuống nhìn cái áo dễ thương ghê không Cái à, này dạng áo kem nha à, đây như để nằm xuống đó này như phối dây nha Ủa, mình mặc áo này vô mình phối à, học dây này gì họ kiểu này kiểu kia đó nhìn thấy sang lắm đây là già tay nha tay đây đó tay đó tay dúng nha cả nhà nhầm ở đây quan trọng cái điểm nhấn nhất là cái cổ là cái nhà cái cổ đẹp lắm đây cái tay đây này tự nhi thiết kế luôn tự nhi có số đo của nhi luôn rồi nhi mai nha đó. rất là đẹp đó. hôm nay là nhi có thêm một cái sản phẩm mới nữa là nhi có sản phẩm mới để nhi bán nữa rồi đó đẹp hết đó nha ừ vậy thôi Nhi xin kết thúc ở đây nha cả nhà nhớ xem ủng hộ cho Nhi nha, bye bye.